Anh là Good Văn Boy. Anh sống trong gia đình mẫu mực thật sao? Lớn lên với nhiều chồng gái, không phải tôm cá ốc chay. Tất nhiên anh không phải nem tai, cuộc đời anh không cần thính. Nhưng mà anh rất tay lo mỗi khi em vào PM. Kinh lắm, cứ than bạn rồi đong đưa. Đấy, ăn mặc ngực nghiếc tứa lứa, thế nhưng sẽ nôn cả làng cơ. Và thật may anh biết thừa, ông biết thừa nhá. Thính thiết ném tứ tung em sắc lên cả Facebook ba ngàn luôn. Ghi dăm câu tâm trạng rồi than thân em à. Với tóc với áo bra em chụp lại thật xa hoa. Núi sồn 500 anh em qua, nước bọt dòng dòng tuôn ra. Anh thì anh thấy rất thương, thương các boy đơn độc lâu ngày. Bỗng nhiên có người quan tâm, có người xinh xắn kết thân. Cứ phê phê trong lòng bâng khuâng, vì được người ta thầm thích. Quên khẩn trương nhé anh em, sao cứ hay tìm người về lờ. Chót về đó thì mình đai, tay rụt rè mới khoác vai. Nó đã pha ngay là anh trai, cuộc tình này sẽ bye bye. Bọn nó sắc thính khắp nơi, bay qua muôn trùng sông núi. Anh em nên thận trọng, đừng yên tâm sướng vui. Nếu muốn thoát FA, ta cần cật lực điều tra. Vô tư không lo xa, bách nhục thì đừng kêu ca. Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung. Thính ở nơi đây chính em đã thả, em đã thả cho bọn FA. Thính của em thả, em thả em thả em thả. Em thả em thả em thả. Em rảnh em thả cho vui, được không anh? Được à, trời nóng thế không biết làm gì, nằm ưỡn ra để chụp ảnh nào. Rồi băm cái tụt rất là buồn, để up lên Facebook thả nào. Ok 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 ok. Mấy nghìn like rồi em ơi, nhiều like không? Sau cùng là chút tâm tư cho các em chơi trò câu người. Cứ luôn muốn nhiều người theo, muốn thật thân thiết đáng yêu. Thế nhưng quyết không phải người yêu, làm vậy là sai rất nhiều. Nếu giác thính FA lâu năm em thành gian trá, chết gieo lên bao đau buồn thì đời em cũng xót xa. Xót quá. Nếu giác thính các anh có vợ thì đề phòng nha. Thật đấy, không may phanh phui ra, có người chặn đường nện nha. Mình ta cô đơn, chiếc giường vẫn ở nơi này, nhưng chỉ còn ta nằm thôi. Đời vẫn như tiền thì chẳng có mà tiêu, thương xót thân mình mang kiếp nhà nghèo. Mà tiền không có để ăn mà ba vẫn còn khổ liên thiên. Phù hồ bao năm mà nay làm thợ chính, mặc sóng gió bôn ba ta vẫn luôn yêu đời. Bao năm lạc trôi giữa nơi chỉ có xi măng và cát sỏi. Em là con nhà ai bước đến nơi đây mà đẹp như tiên. Em là con mẹ hiền bán miến ngay chỗ gần hầm Kim Liên. Miến em thật ngon, nước nôi cũng rất ngọt. Đam say từ phút đó, định sờ tay em nhưng không cho. Anh là vành thợ xây mới đến đây xây được vài năm nay. Anh thường hay đạp xe tối tối đến quán của mẹ em ăn. Có đôi lần anh ăn xong anh thẫn thờ, anh mới sờ xuống chả thấy có money. À, thằng thợ xây mày ra đây, tiền hôm qua mày đã trả bố đâu, thế mà còn nhây lại vẫn ngồi ở đây giờ con gái tao. Dạ không dám, đừng có cáu, ngày mai cháu sẽ trả bác luôn. Bác cứ bình tĩnh, con gái bác thật xinh, cháu chỉ muốn làm bạn. Đời anh kiếp thợ xây bao năm chưa ấy ai à không chết nhầm. Chưa một lần yêu ai, chiều em có rảnh không? Anh đưa đi tắm sông và
tao xin phép quê đi rồi mình đi luôn. Đạp xe đi mùa huy sao ngồi đằng sau em cầm bóng bay góc quay vào mặt anh phóng qua thật nhanh thấy em cười cười. Anh bước chân ra đời khi anh mới 13 tuổi gặp biết bao con gái trên đời anh theo toàn bị đuổi đánh chúng nó chơi chúng nó cắn chúng nó tát chúng nó khinh là thợ xây chúng nó không thể yêu thợ xây à, thì bố mày là thằng thợ xây bố mày nghèo thì làm sao có nhiều tiền thì làm sao chắc gì đã bằng được tao. Nhìn anh đi em nha anh là thợ xây đây em nha đơn giản nó chửi anh thì anh phải lên tiếng thôi. Rồi một hôm gặp được em người con gái thúy mị nếp na biết anh thợ xây mà cũng không hề khinh anh chỉ chê anh xấu thôi. À ơ thì xấu mặt anh xấu gì cũng xấu nhưng mà lại rất ngoan lúc trước ở quê có cô bạn gái nhưng chưa dám làm gì. Rồi anh sẽ sửa sang cắt tóc với vuốt keo cạo râu thay quần áo là nhìn ngon ngay. Nhìn anh sáng mịn xịn thơm em thấy có chất không đẹp trai nhất đội thợ xây là anh đây. Ngồi im đấy từng cái quay để anh lái không lại mất phanh ngã sầm mặt ra bố em lại là thằng thợ xây thối tha. Đèo em đi như thằng cu ly tự nhiên thấy mắc tè quá đi thế là tìm chỗ giải quyết nỗi buồn luôn cho nó nhẹ người. Đời anh kiếp thợ xây bao lâu chưa nắm tay một ai đó mà anh thực sự yêu thương định mệnh đã tìm đến cho anh ăn miếng lương và anh đã gặp em rồi mình yêu nhau. Ta như thế thề rằng như tha thà đừng cố đánh bóng nát tan cửa nhà chỉ hơi anh. Thà như thế thà đừng chơi nữa thà đừng cố đánh bóng mất luôn vợ con các ông ơi. Mất nó nhà rồi. Euro ngang qua chắc cung cung Euro đi ngang qua chắc cung cung cửa nhà bay xa xa cung xa và giờ còn đâu nữa xe đạp xe máy cũng bay bay rồi bay tủ lạnh tivi cũng sắp đi luôn rồi đâu còn lại đây 500k thôi đập nốt 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 đi còn tiếc à mà thôi không chơi nữa đâu về đây thôi em về đây em đi về đây về xem với những anh em đợi chờ ở nhà chỉ ngồi xem thôi thức hết đêm cùng hai két bia ăn chân gà đường nước pháp giá thật hay đội anh thì hơi bấp bênh lù ni ngày nào mất hút ở đâu ở đó đội đi vẫn phong độ cùng nhau ở trong vòng hai mặc dù các chú hơi già mà đã thì vẫn rất hay nếu rút quá rồi hát bay ra dô hát tung người nhưng ngồi thôi xong bóng nó cũng đã vào lưới sau hát khóc thật to. Giờ đêm em vẫn thức Euro, 4 giờ sáng em vẫn thức Euro. Em đã quên luôn công việc mà sếp giao em hôm trước em sẽ Euro em chờ đâu. Thức cùng nhau bao nhiêu đêm Euro, ăn mì tôm xong xem tiếp Euro. Thôi thì cứ hết nấc cùng với Euro, ro 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 ro. Anh Ronaldo năm nay hơi đen, anh Ronaldo penalty trượt, đội bộ chỉ chờ đợi một mình anh cần tin nhưng mà sao anh không cần được. Tây Ban Nha vẫn đá rất lôi cuồng, một lối đá khiến hàng triệu fan sung sướng. Nước lũ vẫn lạnh lùng trống như con thạch thùng, tuy đá cũng hay nhưng vẫn chưa. Chỉ mới vừa đến vòng 2, tam nước cùng nhau chia tay Euro, ôi thôi tan giấc mơ vinh quang. Con tim của fan đang đau biết mấy. Xách vali đi về nước đừng buồn làm gì. 4 năm nữa lại được đá. Về nhà luyện tập, sẽ cố gắng tập thêm, thêm, thêm và rồi cùng lên, lên, lên. Và là vì chiếc cúp vô địch cùng nhau ta sẽ cống hiến và giành lấy cúp mang về để cho cổ động viên sướng điên lòng nguyên hết mình cho fan say mê sút bóng ghi bàn cho team fan phân kích cú sút tuyệt đẹp. Oh.